rộng mở tay ban, là chúng con thoa thuê muôn vàn. Việc Chúa đã làm đều phải tán dương, tôi chúng phải lên tiếng ca tụng, nói lên rằng nước Chúa vinh hiển. Hãy cùng tuyên xưng Chúa ta thờ thực rất quyền uy. Lạy Chúa, khi Ngài rộng mở tay ban, là chúng con thoa thuê muôn vàn. Lạy Chúa, muôn loài nhìn lên Chúa thương, ban lương thực cho chúng theo giờ. Lúc tay Ngài ai tốt mơ rộng, lúc Ngài thi ân, hết mọi loài đều sẽ thỏa thuê. Lạy Chúa, khi Ngài rộng mở tay ban, là chúng con thoa thuê muôn vàn. Đường lối của Ngài đều thật chi công, bao công việc tràn chứa ân tình. Chúa ở gần những kẻ kêu nài, những kẻ chuyên chăm, biết tâm thành cầu khấn Ngài liền. Lạy Chúa, khi Ngài rộng mở tay ban, là chúng con thoa thuê muôn vàn. Một tiên tri vĩ đại đã xuất hiện giữa chúng ta và Thiên Chúa, đã viếng thăm dân Ngài.